Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu. Người ta hỏi các em vector y là gì? Ồ. Ủa? Người đến 10 hả? Ok. Let 10. Rồi. Bây giờ tiếp đến 11. Cái này nó hỏi góc không? Những cái này đó là mấy em cần phải hiểu cái góc là gì. Đây, ví dụ. Em thấy hai vector này là gì nè. Dễ nhìn góc lắm. Cái góc này là góc này thôi. Ok. Rồi cái này gọi là lìa xa nhau. Thầy giảng, rồi nghe đi. Lìa xa nhau. Lìa xa nhau thì góc mình thấy vẫn là nó. Đúng không? Rồi. Hôm qua ý của thằng Hưng, thằng An á, nó nói không phải là ý nó mấy em vậy. Ý nó trách tụi nó. Đọc không hiểu ý nó nói hả? Ý nó trách tụi nó là tại vì tụi tôi chắc tại vì tụi tôi qua làm phiền cái vụ đặt nước cho nên các bạn không thích tụi tôi. Chắc tụi lúc đó thầy đọc thì hiểu ngay, nó đang trách nó chứ nó đâu có nói gì đâu. Đó. Nó đang tự trách nó mà. Rồi xong chưa? Lẹ nè. Để thầy giảng bài. Rồi tiếp. Hai vector hôn nhau. Này y dễ hôn nhau vậy đi. Này là hôn nhau nha. Ý, này là nối đuôi nhau mà. Hôn nhau thấy không? Thấy hai hôn nhau không? Hôn nhau. Nếu nó hôn nhau thì em nhìn cái góc này nè, nó vẫn là nó. Ví dụ em nhìn góc này 30 thì nó vẫn là 30. Hiểu không? Rồi. Góc này vẫn là phi. Được chưa? Rồi. Góc này thì dễ nhìn được phải không? Như vậy tại sao góc này vẫn là phi? Thầy giải thích nè. Em kéo cái này ra đây. Xong em kéo cái này xuống đây. Thì góc này vẫn là gì? Phi. Không hề thay đổi. Hai góc đối đỉnh. Được không? Đó. Rồi nhưng mà có một cái trường hợp. Nó không hôn, nó không lìa xa. Mà nó sẽ nối đuôi. Hai vector nối đuôi. Ví dụ vector này nối đuôi với vector này. Ok. Và góc này em nhìn. Wow, góc này ví dụ góc phi là 60. Nhưng góc giữa hai vector này không phải 60. Mà là cái góc này nè. Cái này là nối đuôi nha. Nối đuôi. Ok, cái này là vẫn là phi. Vẫn là phi. Cái này vẫn là phi. Nhưng mà cái này không còn là phi nữa. Là phi trừ. Ủa? 108 trừ phi. Như vậy cái góc thực tế mà mấy em nhìn á, nó là góc này nè. Từ đây đi ra nè. Đây nó là góc này. Khoan, đọc hiểu không? Hiểu không? Đó là nền tảng để em làm những câu kế tiếp đó. Wow, tại sao là 108 triệu phi? Em quét từ đây tới đây. 108. Cho nên em muốn tính góc còn lại, em lấy 108 trừ lại góc này. Hiểu đúng không? Rồi bây giờ mấy em muốn giải mấy bài này, mấy em phải vẽ ra. Và phải nắm cái nền tảng của bài toán. Rồi vẽ ra tam giác đều. Ơi. Hỏi này hả? Vẽ ra mấy em. Mấy em biết tính chất tam giác đều phải là mỗi góc 60 không? ABC. Vector AH, H là đường cao. Vẽ ra. Từ đây đi xuống đây. Đây là H. Mũi tên này, đúng không? Xong rồi vector gì? BA, thầy vẽ màu xanh dương nha. Nhìn được không? Và cái góc này mình nhìn nguyên cái góc bự nghe thầy giảng nè, tính chất tam giác đều hay nguyên góc bự là 60. Như vậy cái góc nhỏ này nè là 30. Ok, như vậy góc giữa hai vector này là nhiêu? 150. Tại sao lại là 150? Vì nó nối đuôi. Nhìn được không? Vậy là câu D. Thì nó nói đuôi với em.
Khoa, em muốn đặt vấn đề cho thầy không? Rồi em hiểu mấy cái này là mấy cái kia là em làm được hết rồi. Câu 2, cho tam giác vuông đại A BC bằng 2AC tính cos góc xen giữa hai này. Ok. Để thầy mở cái file khác qua. Cái này thầy còn vẽ hình cho nên còn cái không gian trống để giảng. Bây giờ cứ nhâm qua. Sao nó bị gì đó? Gớm máy tính. Rồi giờ vẽ tam giác vuông ở A ra mấy em. Dạ. Tam giác ABC vuông ở A nha. Rồi nó kia em tính cos góc xen giữa AC với BC. Đúng chưa? Nó không, nó có kêu tính cái cos, tính cái góc không? Không. Nó kêu tính cos của cái góc. Được không? Mà em có BC AC chia BC chứ. BC bằng 2C thì ghi từng cái nha. Ok. Như vậy em sẽ chỉ như thế này nè. AC chia BC sẽ bằng 1/2. Nhìn được không? AC chia BC. Đây. Thôi thầy nghĩ giữ nguyên đi, đi cái tính này trước đi. Ghi cos này ra đi. Cos góc xen giữa. Cos góc xen giữa là tích dư hướng chia tích độ dài. Này lúc trước thầy có dặn lý thuyết đúng không? Cos góc xen giữa hai vector này là tích dư hướng chia tích độ dài. Độ dài của AC với CB. Ok. Rồi bây giờ mấy em phải suy nghĩ cái tích vô hướng là gì? AC nhân CB. Hồi sáng này giải quyết này sao ta? Nhưng mà tích vô hướng là nó đâu có ra được cái này. Nếu mà bây giờ mình chuyển qua tích vô hướng đó là không ngon. Đúng rồi. Nếu mà em chuyển qua tích vô hướng là mình đâu tính được. Là không có ghi cái này được. Cos mình lấy kề chia quyền thì đúng hơn. Cái này tính tỷ lệ độ dài. AC với CB nhìn cái góc này nè. AC là đi qua đây đúng không? CB là nó sao? Đi lên. Nó đuôi đúng không? Vậy cái góc này là góc gì? Alpha đi, mình chưa biết. Đúng không? Được chưa? Như vậy cái cos này là nó âm hay dương? Tại cos này nó ra góc tù phải không? Vậy nó là trừ cos alpha. Hiểu này không? Nguyên nhân là vì góc này góc nhọn. Nhưng trong khi đó cái góc thực tế giữa hai vector này là góc gì? Góc tù, cho nên phải ghi trừ cos alpha. Mà cos alpha nó bằng gì? Cos alpha là kề chia quyền. Kề là gì? AC. Quyền là BC. Vậy này là AC chia BC. Rồi. Mà mình có BC bằng mấy AC? 2AC thế vô. Vậy này là trừ AC chia 2AC. Nó sẽ ra trừ 1/2 mấy em. Vậy đáp án là B. Nếu mình đặt góc này là alpha thì cái góc giữa hai vector này thực tế là 180 trừ lại alpha mới đúng. Cho nên nó ra trừ cos alpha mấy em. Đó. Này, đây cho. Đây, thấy rồi. BC là 2AC. Rồi. Qua câu số 3 nha. Như là câu này là câu B. Câu 3, cho tam giác tính tổng các góc này. Cắt qua. Vẽ tam giác nha mấy em. Cho tam giác ABC. Tam giác này chú ý, nó là tam giác thường á.
nó không có gì đặc biệt cả, nó chỉ là một tam giác thường, không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà chúng ta có thể tính tổng những góc này, tại vì nó có sự đặc biệt với em. Rồi bây giờ mình đọc từng cái nè. Góc giữa AB với BC, vector AB với vector BC là đi hướng này, phải không? Từ đây đi xuống đây, với từ đây qua đây. Nếu em đặt góc này là góc B, như vậy thực tế cái góc này có phải là B không? Không. Mà nó là cái gì? Đúng rồi, 180 trừ B. Mà em biết B là cái gì chưa? Chưa luôn, nó giấu luôn em. Như vậy mình ghi cái này nha, nó giấu luôn em. Cái này là 180 trừ B. Đó. Ok. Tiếp theo là góc giữa BC và CA. Nhìn BC phải đi qua đây không? CA phải đi lên không? Như vậy câu hỏi là ra góc giữa hai vector này có phải góc C không? Không, mình nói là cái gì? Đúng rồi, 180 trừ C. Đó. Tiếp. CA nối với AB. Nó có phải góc A không? Không, nó là 180 trừ A. Rồi giờ mình 180 trừ A. Rồi em thấy cái này nó xuất hiện A cộng B cộng C không em? Mình sẽ có ba góc của tam giác, dù nó tam giác gì cũng được, nhưng mà nó phải ra nhiêu? 180 độ. Như giờ cộng lại nha. 180 cộng 180 cộng 180. Cứ để đi. Trừ A trừ B trừ C là thầy đặt dấu trừ ra, ở trong còn lại A cộng B cộng C. Theo kiểu của bà con. Và thằng này nó sẽ ra là 180 cộng 180 cộng 180 trừ 180 là 360. Cho nên nó bán là B em. Có bạn nào muốn đặt câu hỏi cái này không? Ủa? Đây, nước. Cái tiệm trà. Câu 4. Câu 4 là cho tam giác với góc A. Câu này cũng tư duy tương tự câu 3 mấy em. Mấy đứa ăn với uống đừng có quá lố nha, để mất thời gian mọi người. Cứ ăn uống bình thường nhưng mà đừng có ồn ào quá là được. Rồi, câu 4. Cho tam giác với góc A là 60 nha. Nó kêu tính tổng hai này thì em, mấy em có tư duy giống giống như mình đã học. Giống tư duy giống như mình đã học thôi. Đúng nè, đôi khi em học toán á, cái nhiệm vụ của ông thầy là cung cấp cho em những cái vật liệu như lý thuyết. Hầu hết những người giỏi toán là nó ngồi nó suy nghĩ nhiều lắm. Nó tự giải, tự suy nghĩ. Nhưng mà có thể nhiều bạn không thấy hạnh phúc. Mệt. Nhưng có những lúc thầy giải toán thấy hạnh phúc lắm. Không biết nói với mấy em sao. Có những lúc hạnh phúc lắm em. Tam giác ABC. Rồi bây giờ mình tính tổng góc giữa AB với BC nhìn nha. Góc giữa AB với BC giờ mình hiểu, cái đầu mình hiểu làm sao. Nó có thể là góc B. Nhưng nó không phải là góc B đâu.
Đây nè, thầy vẽ cái chiều nha, AB. Xong rồi nối đuôi tới đâu? BC. Thì nó là 180 trừ lại góc B. Còn góc giữa BC với CA, từ B đi tới C, từ C đi tới A, thì nó là góc C. Ủa, no, nó phải góc C. 180 trừ C, đúng rồi. Nắm được không? Còn cái ý nghĩa thực sự cái góc nó nằm ở đâu, mấy em có thể thấy bằng mắt vậy nè. Từ C em dựng dài thòn lòn nha, nó là thực tế góc giữa BC với CA là góc này nè. Góc này là 180 trừ C nè mấy em. Không kịp không? Rồi em cộng hai này lại. Nó ra được 360 trừ B trừ C. Trừ B trừ C, từ 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 để thầy phân tích nha. Em có A cộng B cộng C bằng 180 phải không? Như vậy là A trừ B trừ C sao ta? Hay là mình đặt nhân tử ra đi cho dễ nhìn mấy em. 360 đặt nhân tử ra ở trong còn B cộng C. Được không? Đặt nhân tử dấu trừ chung mấy em. Và lúc này chúng ta sẽ ra 360 trừ cho B cộng C chính là 180 trừ lại gốc A. 180 trừ lại gốc 60 là ra nhiêu? Khoan, từ từ mình tính luôn. Cái này 360 trừ lại 120 còn 240. Ok, như vậy đáp án là câu D. Có bên nào muốn đặt câu hỏi không? Hiểu không? Chứ tâm lý gì? Nhưng mà trong sách giáo khoa có ghi tâm giác thường. Ví dụ nè, sau này em nói em không chịu cái gì đó, thầy không bao giờ tin những người như vậy mấy em. Thầy sẽ hỏi một câu nè, anh không chịu dựa trên nền tảng gì? Đó, em phải đặt câu hỏi rồi. Anh chỉ là không chịu thôi đúng không? Thôi vậy đâu thuyết phục tôi được. Anh không chịu dựa trên một nền tảng gì đó. Có nền tảng không? Thôi không có thì thôi rồi. Anh là người vô lý. Anh muốn đặt nền tảng, anh phải lập luận. Đó. Tôi thì có nền tảng nha. Tại tôi biết sách giáo khoa tiếng Việt nó có viết tâm giác thường. Tôi có nền tảng. Và tôi dựa trên cái nền tảng đó. Rồi, nhưng mà có ông nào tức đó thì trời viết luôn nguyên cuốn sách luôn để chống lại sách giáo khoa. Ông nào tức á, nó có lẽ là sẽ viết nguyên một tiểu luận phê bình luôn. Thì theo thầy là tinh thần nó cũng hay. Có nghĩa là khi em tức, em ấm ức cái chuyện gì đó thì thông thường em sẽ giỏi hơn. Vì em sẽ muốn chống đối lại điều đó và thằng em phải bỏ công sức ra, không có chơi nữa. Bỏ công sức ra để chống đối lại điều đó thì sẽ giỏi. Rồi, câu 4. Xong tới câu 5, hình vuông. Thầy không có đất để vẽ hình, phải đem qua giấy nháp nữa mấy em. Ngay cả khi em tuyên án tử hình một người đó, em có thể nói gì được không? Do anh giết người cho nên phải bị tử hình. Có thể nói được câu đó không? Không. Giết người không nghĩa là bị tử hình, mà là cái người thẩm phán sẽ đọc cái gì? Dựa trên pháp luật khoảng mấy, điểm mấy trong bộ luật hình sự nào rồi mới tuyên án em được, chứ không phải là muốn tuyên là tuyên đâu em. Nó phải có một cơ sở nền tảng, đặt một cơ sở nền tảng để lập luận. Thầy muốn học trò của thầy mà hiểu cho nó rõ. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cái hình vuông cho mấy em. ABCD
Rồi mấy em vẽ vector AC ra. Xong rồi vẽ vector BA. Rồi nếu mà là hình vuông đó, thầy biết cái góc này là 45 độ. Đúng không? Nhưng thực tế góc cho hai vector này là bao nhiêu? 135, không phải 45. Cho nên cos của vector AC và vector BA là bằng cos của 135 độ. Và bấm cos 135 độ nó sẽ bằng trừ căn 2 trên 2. Vậy là câu B. Có bạn nào muốn đặt vấn đề này không? AC với BA là 135, không phải 45. Rồi. Nó không phải 45 đâu nha. Rồi. Tiếp. Câu 6. Rồi câu 6 này là hai câu sách giáo khoa nha. Gạch với chữ cùng hướng. Cùng hướng là câu A. Bỏ hở á, giải tư lượng với mấy em rồi đó. Rồi. Câu 7 mấy em khoanh dấu trừ. Thấy dấu trừ không? Khi mà dấu trừ của tích độ dài đó là biểu hiện cho hai vectơ ngược hướng là 180. Rồi. Câu 8, xác định góc giữa hai vectơ, mấy em gạch dưới chữ góc giữa hai vectơ. Góc giữa hai vectơ là tích vô hướng chia tích độ dài. Vì cái này chúng ta sẽ có cos góc sen dịch cos alpha đó. Nó sẽ bằng tích vô hướng của A với B chia độ dài A nhân độ dài B thì là ra trừ 3 chia 3 nhân 2 bằng trừ 1 phần 2. Rồi mấy em bấm shift code đi. Shift code trừ 1 phần 2. Ra 120 mấy em là câu D. Có mấy bạn muốn đặt câu hỏi không? Cos góc xen giữa là tích vô hướng chia tích độ dài. Câu 9 là câu khó nè. Nhưng bây giờ mình phải triển khai hơi lâu. Nhưng mà nó hay. Mình cắt qua. Rồi. Bây giờ nó kêu các em xác định góc giữa vectơ A với vectơ B, mấy em cứ công thức cái đi. Chúng ta sẽ có cos alpha sẽ bằng vectơ A nhân vectơ B chia độ dài vectơ A nhân độ dài vectơ B. Các em sẽ thấy độ dài mỗi cái bằng 1 phải không? Độ dài mình đã có rồi. Và bây giờ nó chỉ còn lại cái tích vô hướng thôi. Nhìn cái này giùm thầy nha. Cái này bằng mấy? 1. Này bằng mấy? 1. Cho nên này chia 1 thì cũng là vector A như vector B thôi. Rồi, vậy giờ vấn đề mình cần suy nghĩ là mình tính được cái tích vô hướng hay là kết thúc cuộc chơi. Vậy giờ mình phải xài điều kiện vuông góc. Em thấy nó cho hai cái này vuông góc không? Hai cái này vuông góc khi nào? Khi nó nhân nhau bằng mấy? Bằng không. Đó là điều kiện của hai vector vuông góc. Hai vector vuông góc khi nó nhân nhau bằng không. Vậy giờ nhân vô. 2/5 vector A trừ 3 vector B nhân vector A cộng vector B. Bằng 0. Rồi nhân vô mấy em. 2/5 vector A nhân vector A là 2/5 A bình phương nha. Độ dài bình phương. 2/5 nhân A bình. 2/5 vector A nhân vector B là 2/5 vector A nhân vector B. Đó. Thầy ghi chậm chậm đó nha. Trừ 3 vector B nhân vector A là trừ 3 vector A nhân vector B. Trừ 3 vector B nhân B. Trừ 3 B bình. Được không? Rồi em thấy nè, coi thầy tô mấy cái màu tím nha.
cái độ dài A nó cho là mấy? 1, vậy A bình phải là 1. Độ dài B là mấy? 1. Vậy B bình cũng phải là 1. Rồi cái này giống như là, hai này em gom lại, cái này giống như là 2 phần 5 con chó trừ 3 con chó vậy đó. Con mèo. Tại sao ác độc? Để kích thích mấy em suy nghĩ. Ví dụ bây giờ thầy kêu mấy em lấy 2 phần 5 x trừ 3 x, cái mấy em đâu hiểu đâu. Thầy kêu lấy 2 phần 5 chó trừ 3 chó, mấy em sẽ dễ bị kích động hơn. 2 phần 5 trừ cho 3 là mấy? Thôi tính tay, trừ 10 âm 13 phần 5. Âm 13 phần 5 vector A dư vector B. Rồi nguyên cái đám này ra 2 phần 3 trừ 3 cũng là âm 13 phần 5 luôn, bằng 0. Vậy em chuyển, mấy em chuyển âm 13 phần 5 qua đây là nó ra 13 phần 5, đúng không? Cho nên chúng ta sẽ có vector A như vector B là 13 phần 5 đem chia âm 13 phần 5 là ra âm 1. Được chưa? Vậy là này cuối cùng ra âm 1. Mà cos, shift cos âm 1 ra sao 90? Cos 0 mới 90. 108. Cho nên đáp án này là B. Đây là một câu hay nha mấy em. Một câu hay. Có ai muốn đặt câu hỏi cho thầy không? Ổn không? Rồi. Tiếp. Câu số 10, 11. Những cái câu này là chung một cái dạng mấy em. Nó chung một dạng. Giờ cắt ra đi. Rồi, vẽ cái tam giác đều ra, tích vô hướng. Mấy em phải nhớ công thức này cái nha. Tích vô hướng là độ dài nhân cho cos góc xen giữa. Nhân cho cos góc xen giữa mấy em. Tích vô hướng là độ dài nhân cos góc xen giữa. Bây giờ mình vẽ cái tam giác ra đi. ABC tam giác đều phải không? AB kéo ra đây. AC kéo qua đây đúng không? Như vậy vector AB nhân vector AC chính là bằng độ dài AB nhân độ dài A gì? AC nhân cho cos có bao nhiêu? Góc này là lìa xa nhau đúng không? Như vậy góc này là 60. Tại sao 60? Tại nó là tam giác đều. Đúng không? AB là A, AC cũng là A, có 60 là 1 phần 2 đúng không? Thế cái này là 1 phần 2 A bình các em. 1 phần 2 A bình. Cho nên đáp án là D. Có bạn nào muốn đặt câu hỏi này không? A nhân A là do nó cho em được cạnh là bằng A nhỏ. Mỗi cạnh là A nhỏ thường á. Thầy nói nè, nếu nó cho cạnh A phải không, thường thì cho A bằng 1 luôn. Thầy tính vì cái này em có thể thế vô là 1 nhân 1 nhân 1 phần 2 cũng được. Thường thầy sẽ sử dụng cái đó. Không, nếu trình bày trên trường phải ghi A. 1 nhân 1 là gì? Đó là phương pháp, gọi là phương pháp chuẩn hóa. Từ một vấn đề tổng quan em chuẩn hóa về một vấn đề đơn giản hơn, hiểu không? Tuy nhiên
cái đề mà nó hỏi tự luận là nó đang cần một vấn đề tổng quan mà, thì em phải trình bày hai vấn đề tổng quan. Rồi xong chưa? Ổn không? Câu số 11 cũng tương tự với em, nhưng mà lúc này cái code này không phải là code 60 mà code này là 120. Tương tự. Bài 11 cũng tương tự. Dường như không có khác câu 10 với em. Tích vô hướng giữa vectơ AB với vectơ BC. Giải ra ABC góc này 60 nha. Góc giữa AB là A, BC cũng là gì? A. Cho nên tích vô hướng giữa vectơ AB nhân vectơ BC nó sẽ bằng độ dài AB nhân độ dài BC nhân cho cos 0,60. Cos là 120 mấy em. Đúng. Có muốn đặt câu hỏi tại sao 120 không? Tại vì nó hùng nhau, nó nối đuôi. Hái này đang nối đuôi mà. Hái góc này đang nối đuôi mà mấy em. Vậy AB là gì? A, BC là A, nhưng cos 120 là -1/2. Vậy này là -1/2 A bình phương mấy em. Như vậy là câu C. Đúng không? Rồi, ổn rồi, được rồi. Câu số 12, tính vector AB nhân B. Ủa? À, lúc này hình này không phải là tam giác đều nữa, mà tam giác gì? Vuông cân. Rồi, vẽ ra tam giác vuông cân mấy em. Vuông cân tại A, B, C. Hiển nhiên nếu là vuông cân là mỗi cái là AA, nhưng mà hai góc này đúng em nhiêu? Suy nghĩ 45. Chính xác. Hai góc này 45 thì em sẽ tính vectơ AB nhân vectơ BC nó sẽ bằng độ dài AB nhân độ dài BC nhân cho cos có bao nhiêu? Nhìn AB vẽ đi từ A tới B. BC vẽ từ B tới C. Nói đuôi. Đúng không? 135. Nắm được không em? Cos của 135. Ok, thế vô. AB là A, BC là A. Cos 135 trừ căn 2 chia 2. Cho nên đáp án là câu C. Đáp án là câu C mấy em. Trừ A bình phương nhân căn 2 trên 2. Ok. Có bạn nào khó hiểu không? Tiếp tục. Câu 13. Câu 13 theo thầy là hay nè. Chưa đâu, câu 15 mới hay. Câu 15 hồi sáng thầy giải hai phương pháp á, nó hơi dài. Tam giác này vuông đại A không hề cân nha, không có cân đâu nha. Nó chỉ vuông đại gì? Vuông đại A thôi. Giải nha. ABC. Rồi AB là C. Ủa, ổn rồi, AB là C nhỏ. AC là B nhỏ. Ok. Nếu thật sự bài này em chuẩn hóa nha, thì dễ chuẩn hóa, em đừng để BC mà em để 2 với 3 á. Cho đại 2 với mấy? 3. Rồi một chút em thế vô đáp án ở dưới. Đúng không? Nhưng nếu một bài tự luận em phải trình bày như thế này nè, em đặt này BC. Được chưa? Sao nguyên công thức ra. Vector BA nhân vector BC
bằng độ dài BA nhân độ dài BC nhân cho cos gì? Từ từ. Vẽ BA với BC ra đi. B xuống A. B xuống C. Rồi luôn, không phải hung nhau đâu. Cũng không phải nối đuôi. Và góc này 45 là sai. Nó chỉ là 45 thì nó là tam giác vuông cân. Tam giác này không hề vuông cân. Thì em đặt đại góc này góc B đi. Nhưng thầy biết một điều nha. Thầy biết một điều. Em lấy từ BA, BC, BC. Em biết một điều, cái cạnh BC này là căn của gì? A bình cộng B bình, đúng không? Hiểu không? Bình lý Pythagore. Như vậy cái cos của cái góc B này nè, nó sẽ là C chia cho căn A bình cộng B bình. Kề chia quyền. Hiểu không? Cos này cos thành góc B đi. Thì cái này là BA là gì? C BC căn A bình cộng B bình. Cos của góc này là gì? C chia căn A bình cộng B bình. Và cuối cùng nó ra được hai cái này giết nhau. Nó ra được C bình. Ác nha, con này ác ha. Mấy giỡn đâu. Con này ác á. Hiểu không? Cứ đặt câu hỏi đi, em không hiểu. Tại sao vậy đó? Ok. Nó xuất phát từ cái này nè. Ví dụ em có một cái tam giác, em đặt góc này là góc phi nha. Thì bây giờ câu hỏi là ra cos của góc phi là cái gì? Nó sẽ là cái đoạn màu tím đem chia đoạn màu xanh, được gọi là định nghĩa về cos phi. Và cái này trong toán học mình gọi nó là kề chia quyền. Đúng không? Màu tím chia màu xanh là ra cos phi. Tại góc này góc vuông em. Ok. Vậy là câu này câu B. Ổn không? Hiểu không? Ok, nếu thế 2, 3 thì làm như thế nào? Dễ hết. Hỏi hay quá. Rồi giờ mấy em hiểu cách này phải không? Hiểu không? Rồi nếu thế 2, 3 thế sao? Từ từ nha. Cho đại B bằng mấy? Cho đại B bằng 2, C bằng 3 nha. Ok chưa? Vậy mấy em đi tính BC giùm thầy, có phải là căn của 2 bình cộng 3 bình ra mấy? Căn mấy? Căn 13. Đúng không? Như vậy mình tính tích chiều hướng bình thường thôi. Mình cứ suy nghĩ bình thường. Bây giờ tôi muốn tính chiều hướng BA với BC, đúng không? Thì sẽ là cái gì? Độ dài BA nhân độ dài B gì? BC nhân cho cos của góc xen giữa. Rồi nhìn nè, BA với BC phải cos góc B không? Người thấy vô. BA là 3, mình đã cho. BC là căn mấy? 13. Nhân cos của góc B. Cos của góc B có phải là 3 chia căn 13 không? Ok chia quyền. Đó, nó ra 9, đúng không? Cái này mất. 9 là C bình hay là B bình? C bình là câu B. Một khi mà sau này mấy em gặp bài toán khó đó, em chuẩn hóa nó, em giả định, ôi giả định tôi cho số này rồi tôi giải thử coi. Tức là muốn giải quyết một vấn đề khó, hãy nghĩ về vấn đề đơn giản. Liệu rằng tôi có thể giải quyết một vấn đề đơn giản hơn hay không? Tại đây là vấn đề quá khó. Chẳng hạn chia nhỏ ra. Thường thầy giải quyết những bài toán khó, thầy đọc thầy không hiểu gì chân á, thì thầy sẽ thử suy nghĩ về những điều đơn giản. Đó, móc nối nó qua lại với nhau các em. Rồi, qua ha. Tiếp. Câu 14. Dễ nha, cho 3 điểm ABC. Câu này cũng hay. Tại tam giác này là tam giác thường.
Tam giác này không là tam giác đặc biệt nha, tam giác này tam giác thường. Tiếp. Nó kêu các em tính vẽ ra cái đi. ABC. AB là 2 đúng không? BC là mấy? 3. CA là 5. Như vậy vector CA nhân vector CB nó sẽ bằng độ dài CA nhân độ dài CB nhân cho cos nhiều. Giờ nhìn đi, CA ra đây đúng không, CB ra đây đúng không bà con? Và góc này là góc C hay là góc 180 trừ C? Góc C luôn. Hỏi gì không? Rồi vậy là cos góc C nha. Rồi thế vô mấy em. Này em phải nhớ là để lấy cos nha. CA là mấy? 5. CB là mấy? 3. Như vậy cos của góc C để lấy cos. Đúng rồi. Không, thầy không có nhớ mấy cái quỷ đó. Này nhìn một cách tự nhiên nè, góc C đây nè đúng không bà con? Nhìn thấy góc này không? Là tổng bình phương hai này trừ thằng đáy thì là 3 bình cộng 5 bình trừ 2 bình chia 2 nhân 3 nhân 5. Đó là cách thầy tư duy. Hiểu thầy nói không? Đó là cái cách mà thầy tư duy mấy em. Ok chưa? Quạo hải. Ồ, 3 năm mất luôn rồi bà con. 5 viết với 5, 3 viết với 3. Vậy là chỉ cần bấm cái này thôi là xong. 15 hả? Khoan. Nhưng mà giải cách này cũng đúng. Nhưng mà hồi sáng tụi nó mấy đứa kia nó phát hiện ra cái này là thẳng hàng. 3 điểm này thẳng hàng. Hồi sáng tụi kia nó phát hiện ra mấy em. Hiểu không? Ổn không? Rồi. Thẳng hàng thiệt mấy em, tại vì điều kiện để nó là một tam giác thì tổng hai cạnh này nè nó phải lớn hơn cái cạnh kia. Nhưng mà tổng hai cạnh này nó đâu có lớn hơn 5 đâu. Cho nên thực tế cái hình này mình vẽ sai rồi. Nhưng mà cái định lý cos này nó vẫn đúng trong trường hợp 3 điểm thẳng hàng luôn á. Như vậy vẽ lại bài này đúng nha. Đó là AB là 2. Đúng không? BC là mấy? 3. Đó, nó mới đảm bảo là thằng AC là mấy? 5. Ổn không? Cho nên một câu hỏi đặt ra liệu rằng có tồn tại một cái tam giác cạnh 1, 2 với 7 không? Không. Tại vì tổng hai cái cạnh này nè, nó không có lớn hơn 7 là nó không tồn tại một tam giác như vậy trên đời. Tổng hai cạnh của một tam giác phải luôn lớn hơn cạnh thứ 3 nó mới biểu thị là một tam giác. Rồi. Ok, vậy giờ mình giải theo cái này đi. Em tính vector CA nhân vector CB. Như vậy đây có phải là hai vector cùng hướng không? Vector CA là 5, đúng không? Vector CB là 3. Đó. Vậy này là 5 nhân 3 thôi. Là mấy? 15. Khi mà hai vector nó cùng hướng thì nó còn cái cos không? Không. Nếu hai vector cùng hướng là nó ra CA nhân CB luôn. Cái cos bằng 1 rồi. Còn nếu hai vector ngược hướng, cos là -1. Hai vector cùng hướng cos bằng 1, hai vector ngược hướng cos bằng -1. Ổn không? Rồi, xong. Giờ câu này câu B. Tiếp theo, câu 15. Câu 15 cái này mấy em tính tổng nha. Không nên tính tổng nhân vô. Tính tổng chua lắm. Tính tổng ngon lắm mấy em. Hồi sáng thầy thử giải hai cách của câu 15 nữa. Thầy cảm giác là cái câu cái cách 2 nó cái cách tính tổng nó chua hơn. Cả phải xài đường trung tuyến nữa. Rồi giờ mình xử lý cái này như thế nào?
vẽ một cái tam giác ABC. Đối diện với đỉnh A là cạnh A, đối diện với đỉnh C là cạnh C, đối diện với đỉnh B là cạnh B. Ok. Thế thì bây giờ nó kêu em tính cái này phải không? Em đừng có tính tổng cái này, kinh khủng lắm. Nếu em tính tổng AB cộng AC nó ra hai lần vectơ AM, với M là trung điểm BC, không ngon. Giải này là khùng luôn á. Vậy cách tốt nhất để tính bài này là cái gì? Đó là mình nhân nó vô. Hiểu không? Tất nhiên em vẫn có thể tính tổng được mà nó chua lắm. Lấy AB nhân BC cộng AC nhân BC. Rồi. AB nhân BC là độ dài AB nhân độ dài BC nhân cho cos của góc gì? Từ từ. AB BC có phải góc B không? Không. 180 trừ B. Ổn không? Tại sao lại để 180 trừ B? Do mình chưa hề biết cái góc B nhiêu độ. Tam giác này nó giấu luôn hả? Mình chưa hề biết. Phải nó cho tam giác đều thì tôi cũng biết. Ừ, góc này 120. Nó đâu có gì đâu. AC với BC ghi lại. Độ dài AC nhân độ dài BC. Rồi nhìn AC với BC. A đi tới C, B đi tới C là hung nhau. Vậy là cos của góc gì? C. Ổn không? Rồi vậy giờ mình thế vô nha. A, B là C, B, C là A. Cos của 180 trừ góc B là có dấu trừ ở đằng trước. Được không? Là cos của góc B. Rồi các em phần phải xem quan sát cái này nghe. Cos của góc B là mình sẽ dùng những cái cos tiếp. Thầy ghi hai cái này nốt nhẹ đi. Cos của góc B sẽ bằng A bình cộng C bình trừ B bình chia cho 2AC. Còn cos của góc gì? Góc C sẽ bằng A bình cộng B bình trừ C bình chia 2AB. Ok. Rồi mấy em thế vô giùm thầy. Khoan theo kịp không bà con? Cos 180 trừ lại góc là ra dấu trừ. Rồi bây giờ cos B là em thế này vô. Những cái này là A bình cộng C bình trừ B bình chia 2AC. Còn này là cộng chùm bị cầu cái tắt. Quá dữ. Được rồi, cái này mà tiết lộ ra tên phụ huynh một cái là nổi da gà luôn. Các bạn nữa. Rồi. Rồi, AC. Mấy em nên đặt danh bạ vui là mẹ yêu, ba yêu đó, để lỡ như vô tình phụ huynh có thấy được đó, trời ơi tăng lương luôn, tăng lương. AC là B, BC là A, còn cos C có thể ghi nha. Nhìn cái cos C nó là A bình cộng bình trừ C bình chia 2AB. Thấy vô A bình cộng B bình trừ C bình chia 2AB. Rồi viết những cái này, em thấy nó có cái chung không? Viết. Rồi này viết luôn. Thấy không? Viết những cái chung. Ok. Rồi mấy em thu gọn còn phải để ý tí xíu nha. Em có biết điều này không? Để thầy hết. Nếu em có A cộng B em đem chia 2 thì nó là A chia 2 B chia 2, biết cái này không? Tính chất tách mẫu. Nếu em có một cái mẫu chung em có quyền tách ra. Mình có cái quyền đó về nguyên tắc đại số nha. Cho nên em thấy cái trường hợp này nè, làm sao em thu gọn cái đám này lại. Cái này có dấu trừ phải không? Em mở cái đám này ra. Nó ra trừ A bình chia 2 trừ C bình chia 2 cộng B bình chia 2. Do cái này là cộng rồi trừ ra này, cộng rồi trừ ra này. Trừ với trừ ra gì? Cộng ra này.
Tương tự, ngay đây em thấy còn 1 phần 2 không? Này A bình chia 2, B bình chia 2, trừ C bình chia 2. B bình chia 2, trừ C bình chia 2. Rồi viết đuổi về tiếp, viết tiếp. A bình chia 2 viết. Phải không? B bình chia 2 cộng B bình chia 2 là ra B bình. Do cái này là 0,5 B bình cộng 0,5 B bình là ra B bình. Rồi trừ C bình chia 2, trừ C bình chia 2. Nô mới cộng. Giống như là em có trừ trừ 0,5 rồi em trừ thêm 0,5 nữa. Ra trừ 1. Vậy là trừ C bình. Cho nên là câu A. Từ từ để thầy giải thích cho Ngân cái khúc mà thầy tiêu diệt những này, mấy em hiểu không? Mấy đứa khúc mà thầy tiêu diệt những cái này mấy em hiểu không? Rồi cái này tại sao gã này, ý em hỏi không? Cái này A bình chia 2 tách ra có dấu trừ là trừ A bình chia 2. Còn cái này B bình chia 2, C bình chia 2 có dấu trừ, trừ C bình chia 2. Cái này là trừ B bình chia 2 có dấu trừ là cộng B bình chia 2. Được không? Rồi cái này là A bình đem chia 2, B bình chia 2. Cái này các em biết rồi. Rồi hồi nãy giờ là những bài về phương pháp cổ điển nó khó, thầy đồng tình. Từ câu 16 cho tới câu ấy là những câu dễ rồi mấy em. Những câu đó là dễ. Nãy giờ nó không liên quan tới vấn đề tọa độ gì đâu. Từ câu 16 nó liên quan tới vấn đề tọa độ mấy em. Rồi bây giờ nghỉ xíu lại, nghỉ giờ nào một xíu nha.